Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là cái gương chiếu hậu của xe Kia 1.4 tấn, sản phẩm được sản xuất bởi Hàn Quốc anh em nhé. Đây, cái gương thì riêng về đời này thì nó là đời cũ rồi, thì nó cũng rất là đơn giản, có mặt gương, ốp gương phía sau và tai bắt gương. Đây, đây chính là sản phẩm của gương đấy. Đó, đây chúng ta phải bắt vào tai gương là xong. Đó. Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.